Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 6 nhóm nội dung công tác lớn nhằm xây dựng các giải pháp phát triển kinh doanh và tăng trưởng trong bối cảnh mới của giai đoạn hậu dịch bệnh COVID-19 đã được Bộ Công Thương thể hiện trong kế hoạch hành động được ban hành vào đầu tháng 5 năm 2020. Theo đó, phòng chống dịch tốt nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội. Thì chúng tôi cũng sẽ giao nhiệm vụ và giao những cái kế hoạch cụ thể cho các cái đơn vị chức năng từ Cục Xuất Nhập Khẩu, Cục Xúc Tiến Thương mại với các vụ thị trường ngoài nước cũng như là các cơ quan có liên quan để đánh giá, làm việc và đánh giá lại những cái cơ hội và những cái dư địa của các cái thị trường, kể cả thị trường trong nước và ngoài nước, cho các cái hoạt động về phát triển thị trường, cho các cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm của các ngành sản xuất và các ngành công nghiệp của Việt Nam. Với yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, Bộ Công Thương đang tập trung thực hiện những nhóm giải pháp trong kế hoạch hành động của Bộ. Theo đó, nhóm công tác thứ nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt. Khẩn trương xây dựng các tiêu chí an toàn để vừa đáp ứng yêu cầu phòng dịch, vừa bảo đảm sản xuất để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện. Cùng đó, nghiên cứu xây dựng các cơ chế đặc thù để tăng trưởng và phát triển kinh tế, cũng như có các quy định về hướng dẫn xây dựng chính phủ điện tử. Nhóm công tác thứ hai, hướng đến việc đưa nền kinh tế trở lại bình thường với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tổ chức, có các đánh giá năng lực cộng đồng doanh nghiệp, đánh giá tác động giải pháp hỗ trợ vừa qua đến doanh nghiệp để trong trường hợp cần thiết có kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ để có cơ chế chính sách phù hợp hơn, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bộ Công Thương sẽ sớm tổ chức hội nghị làm việc với doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng để giúp khôi phục sản xuất, nhất là các ngành dệt may, gỗ, da giày, điện tử. Nhóm công tác thứ ba liên quan đến các vấn đề thị trường, trong đó ưu tiên triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khai thông thị trường trong và ngoài nước. Nhóm công tác thứ tư, đẩy nhanh việc tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, trong đó chú ý việc xây dựng kế hoạch hướng tới việc phù hợp với đòi hỏi, yêu cầu mới của tình hình. Nhóm công tác thứ năm, thúc đẩy các chương trình hành động cải cách hành chính, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến cấp 3 và 4 vào cổng dịch vụ công của Bộ cũng như của quốc gia, rà soát để tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh, có cơ chế giám sát việc thực hiện cải cách hành chính. Nhóm công tác thứ sáu, an sinh xã hội liên quan đến việc cắt giảm giá điện cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, có các giải pháp tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các nội dung của hội nhập.